Chào mừng cả nhà đến với tiệm các cảnh phương nhi. Thì hôm nay Nhi sẽ làm một clip nói về cá lóc nha. Cá lóc cũng là một dòng cá săn mồi rất là dễ nuôi và dễ chăm sóc. Thì với mục đích của ngày hôm nay, Nhi là clip cũng chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình đến với các bạn mới tập chơi, để các bạn xem tham khảo và cũng như là để hướng tới mục tiêu nuôi dòng cá săn mồi của mình nha. Thì các bạn xem clip thấy thích hãy cho Nhi xin một cái kênh đăng ký và một like nha cả nhà. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chi tiết của ngày hôm nay nha. Thì đây là em cá lóc có tên gọi là Yellow Real. Đây là size mini nhé cả nhà, còn bé. Thế nhưng nếu cả nhà mới tập chơi thì mình chơi cái size này và mình nuôi cho nó là vừa rồi. Đó, nuôi cho đến khi lớn là ok rồi ha. Đó, em đang ghẹo nó ra, cả nhà thấy nó có sung không? Nhưng mà nuôi cá lóc thì tụi nó rất là ham ăn nè. Mình dễ chăm sóc và cái việc mà ăn uống cũng khá là đơn giản nữa cả nhà, không có gì phức tạp. Cho nên là về phần các bạn mà không có thời gian á là chăm sóc cũng rất là ok nha. Đó, không có cái gì là khó khăn. Em ghẹo nó tối ngày luôn. Thì trước tiên mình sẽ nói về set up hồ cho cá lóc. Thì đơn giản như Nhi làm thì chỉ cần là một chút lót nền sạn gốm ceramic. Vì là cá lóc á, thì nó là yellow real, yellow là màu vàng nhé cả nhà. Thì cho nên là mình sẽ lựa một cái phân nền cũng có cái màu tương xứng để cá của mình nó lên màu đẹp hơn nha. Và mình có thể trang trí thêm một ít rong cho xanh đẹp. Và như vậy thì chúng ta cũng đã có một cái hồ cá lóc trong xanh sạch đẹp rồi nha. Với một cái lưu ý là khi mà các bạn mới bắt cá lóc về thì các bạn những bé này rất là nhát, nên các bạn là từ từ 1-2 ngày hãy cho ăn nha. Rồi từ từ nó đói thì nó sẽ tự nó bò ra, rồi từ lúc đó là mình mới cho nó ăn. Thì cầm cái cây mà nhữ tập như em vậy đó thì từ từ nó sẽ dạng và lanh hơn và sung hơn đó, như vậy đó. Chứ để nó nhát thì nó sẽ không được đẹp nha cả nhà. Mình cắt cái cây, một cái cây cọng dừa, cho một miếng mó trắng trắng lên rồi chỉ qua chỉ lợi, rồi xách qua xách lợi vậy đó, nó tưởng mồi á cho nên nó chạy theo cái cây. Thì nói về cái thức ăn cho cá thì đối với cá lóc mà còn nhỏ size mini như thế này thì các bạn cho cá ăn tép, tép bạc nhỏ nhỏ đó cả nhà. Nó mình cho cá mình ăn tép thì nó có cả nhỏ như thế. Chứ khoan hả cho ăn cá nha. Thì với cái tép mà chúng ta mua về thì các bạn có thể bỏ vào ngăn đông, cắt đầu cắt đuôi các bạn bỏ vào ngăn đông. Đó. Thì ví dụ như đây tép là cái túm tép mà Nhi mua, đây là khoảng chừng nửa ký tép đây. Đó, nửa ký tép như cả nhà, Nhi đã để ngăn đông cứng rồi. Thì để các bạn dễ lấy hơn và sẽ cho cá mình ăn thì các bạn có thể dùng cái chài quết và đập để cho tép nó rời ra. Các bạn muốn cho cá ăn bao nhiêu thì các bạn cứ lấy ra thì nó rời rạc, nó rất là dễ lấy luôn. Mà mình bảo quản được khá là lâu nữa nhé cả nhà. Và sau khi Nhi đã đập bèm bẹp ra thì đây là tép mình nó đã rời rạc ra như thế này rồi. Thì cá của các bạn ăn khoảng chừng bao nhiêu thì các bạn lấy ra và chúng ta ngâm với nước một chút xíu thôi là tép mình nó đã mềm rồi. Thì cái phần còn lại chúng ta lại bỏ vào ngăn đông và ta sử dụng tiếp từ từ đó. Và đây là tép Nhi cho cá lóc Nhi ăn, Nhi đã lột sạch sẽ vỏ và đuôi. Đó, rất là sạch nha cả nhà. Kể cả cái phân của tép Nhi cũng vẫn bỏ luôn, nhưng không có lấy. Thì cho ăn tép rất là sạch. Thì một phần như vậy thì chúng ta sẽ bảo vệ được nước mình sẽ lâu dơ và sẽ tốt cho cá hơn. Mà tép mình cũng lại rất là tươi nhé. Đó, và bây giờ Nhi sẽ cho các em này ăn tép. Đó, tụi con bé nhỏ nhỏ xinh xinh. À, và mà trước khi ăn thì cả nhà cũng phải nhớ nhử và tập cá lóc nó để chi thì nó thấy như vậy thì nó sẽ quen ở đây là đã tới giờ ăn của mình rồi. Và
Khi mình bỏ vô thì nó sẽ tự nó ăn. Cũng rất là thân thiện luôn. Vậy là còn nhỏ thì mình phải kỹ lưỡng mình cho nó ăn như vậy. Đó, cả nhà thấy không? Em cũng nhớ, cũng tập nó. Thì nó quen, bây giờ nó thấy mà em bưng cái chén lại là rồi đó. Bắt đầu thì thiếu điều muốn bay ra khỏi cái hồ luôn. Nãy chơi giỡn đã rồi, giờ ăn no. Thì với cái cử ăn của cá lóc này thì các bạn á, thường á, cá tép tép nhỏ nhỏ như sẽ cho ăn 3 con. Đó, cỡ 3 con. Là thấy cái bụng của nó tròn quinh lên rồi. Nhưng mà vào sáng sớm thì các bạn có thể cho ăn 3 con, mà ăn mỗi ngày là chỉ có một cử thôi. Đừng có cho ăn 2 cử nha. Là Nhi cho ăn có một cử nè. Săn mồi thì Nhi chỉ cho ăn một cử thôi, Nhi không có cho ăn 2 ba cử nhiều lần. Tại vì nó no thì nó sẽ làm biếng đó cả nhà. Nó sẽ làm biếng đi kiếm chỗ và nó nằm một góc. Còn bình thường mình để cho nó tập bơi thì nó sung, nó đòi ăn như vậy thì mình nhìn con cá mình mới vui được. Chứ nó kiếm chỗ là mỗi lần mình lợi nó ở đi ngủ mất tiêu, chơi với ai. Đó. Em Nhữ nó riết cái thiết điện nó muốn ghét em luôn. Tại Nhữ hoài cũng cho người ta ăn. Tức. Đó. Ở cho miếng nào là lụm miếng đó hết. Còn về cách thay nước. Thay nước thì mình không có thay thường xuyên. Cá lóc mình không có thay thường xuyên như cả nhà. Chừng khi nào mình thấy nước nó dơ thì mình thay thôi. Nhưng mà nếu các bạn có chạy lọc thì vẫn để ý bông lọc rồi mình thay cho cá lóc nha. Tại vì nuôi có một mình ơn nó nè. Nước nó cũng không có mau dơ lắm đâu, rất là khỏe. Về cái khâu và thay nước no đó cả nhà. Đó. Vẫn xanh sạch đẹp. Và đây là cái phiên bản ăn no. Mọi người có thấy em cho nó ăn mà cái bụng của nó còn hơn cái bầu 8 tháng sắp đẻ không? Đó, mọi người thấy chưa? Nhưng mà vẫn còn ăn nữa. Nhưng mà chế độ em cho ăn vẫn là 3 con tép nhỏ thôi, chứ không có cho ăn nhiều. Nhưng mà vẫn ham ăn nữa. Đó, sáng nay cho ăn thì sáng ngày mai cho ăn tiếp. Hôm nay rất là lớn rồi, bữa lấy dậy chút xíu à. Bữa nay lớn rồi đó. Đầu mình với trên kỳ là chuẩn bị lên màu rồi, nay có thấy những cái màu đốm đốm vàng rồi. Hồi mới bắt chị em rất là nhỏ xíu luôn, nhìn đi như con cá lóc cọt. Cá tèo teo, bây giờ là đã lên màu rồi nè, lên sọc sọc, sọc đen rồi. Quay đuôi rồi cũng lên đốm luôn. Đó, mọi người thấy cái bụng hết hồn, cái bụng chà bá. Đó. Theo cái quy trình mà mình nói vừa nãy rồi là các bạn thấy là cũng khá là đơn giản đúng không? Nếu mà các bạn tập chơi thì các bạn cứ thử đi, cứ mạnh dạn thử. Nó không khó đâu, mọi người đừng có sợ ha. Đó, đây là phần giá thị trường thì cá lóc Riau nó cũng dạng là nằm trung chứ không phải là thấp nha. Để lần sau Nhi sẽ quay cá lóc Phê Xanh về. Cho cả nhà xem, đó là giá thị trường thì cá lóc Phê Xanh là tầm thấp dễ chơi hơn, nhưng phần này là bậc trung. Giá Lô Riau là tầm giá thị trường là bậc trung, nên các bạn cũng vẫn có thể chơi được bình thường, không mắc lắm đâu vậy nha. Nhưng mà nó ăn rồi đó mà người ta dẹo vẫn còn sung.
thấy cái bụng ếch hồn không? Nay tay bơi dài rồi đó nè nha. Thì vừa rồi Nhi cũng đã nói sơ lược về cách nuôi và cách chăm sóc cá lóc Yellow Real là như thế nào để cho các bạn xem tham khảo rồi. Và clip của Nhi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau nha.